Tại sao các kỹ năng trong tiếng Anh thì lại thường hay được sắp xếp theo thứ tự là nghe, nói, đọc, viết chứ không phải là theo một trình tự khác? Thì mình hãy thử nhớ xem hồi còn bé mình học tiếng Việt như thế nào. Mình có phải bắt đầu học bằng pronunciation hay là học từ vựng hay là học ngữ pháp không? Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh IELTS Hồng Kiều. Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến một cái chủ đề mà rất nhiều bạn học viên quan tâm, đó chính là làm thế nào để chúng ta có thể tự học IELTS tại nhà. Nhưng mà trước khi nói về chủ đề này thì mình có một câu hỏi nhỏ như thế này. Tại sao các kỹ năng trong tiếng Anh thì lại thường hay được sắp xếp theo thứ tự là nghe, nói, đọc, viết chứ không phải là theo một trình tự khác? Thì để trả lời câu hỏi này á, thì mình hãy thử nhớ xem hồi còn bé mình học tiếng Việt như thế nào. Mình có phải bắt đầu học bằng pronunciation hay là học từ vựng hay là học ngữ pháp không ạ? Bố mẹ có bảo là táo đọc là ngữ pháp, đây là chủ ngữ, đây là vị ngữ, có như vậy không ạ? Không hề, chúng ta học bằng cách lắng nghe bố mẹ mình và lặp lại. Cái kỹ năng đầu tiên mà chúng ta học đó chính là kỹ năng nghe. Trong vòng 2 năm đầu não bộ sử dụng thời gian đó chỉ hoàn toàn để nghe, xong rồi sau đó nó mới thu nhập đủ thông tin để bắt đầu đến năm 2 và 3 tuổi chúng ta bắt đầu học nói tiếng Việt. Sau đó khi chúng ta đi học thì năm lớp 1 mình mới bắt đầu được học đọc và học viết. Như vậy là cái quy trình học của một cái ngôn ngữ nó sẽ là nghe, nói, đọc, viết, đúng không ạ? Như vậy là mình suy ra được hai điều từ cái câu chuyện này. Cái thứ nhất là một người không cần phải biết cách đọc và viết một ngôn ngữ vẫn có thể nói được ngôn ngữ đó một cách giao tiếp đơn giản. Và cái thứ hai là cách để học một ngôn ngữ một cách tự nhiên nhất là nên theo quy trình nghe, nói, đọc, viết. Yeah. Và cái series mình chia sẻ hôm nay về cách tự học ngôn ngữ và tự học tiếng Anh tại nhà cũng sẽ đi theo quy trình này. Series đầu tiên sẽ là hướng dẫn về cách học nghe. Okay. Hôm nay mình sẽ trình bày với các bạn 5 cách mà hồi xưa mình đã sử dụng để học nghe như thế nào. Nhưng mà mình highly recommend là những cái bạn mà ở trình độ beginner hay là intermediate cảm thấy vẫn còn chưa tự tin với khả năng nghe của mình thì mình phải áp dụng 3 cách đầu tiên. Còn 2 cách còn lại là do những bạn mà trình độ nghe đã tốt hơn một chút rồi, mình đã tự tin hơn với trình độ nghe của mình. Ok, chúng ta hãy bắt đầu với cách đầu tiên. Cách đầu tiên đó chính là nghe và chép chính tả. Nghe và chép chính tả có nghĩa là mình nghe từng câu, sau đó chép chính tả ra những cái gì mà mình nghe được. Thì nó sẽ yêu cầu chúng ta phải chép một cách rất là đúng ngữ pháp và đúng về mặt spelling thì máy chấp nhận kết quả đó. Thì ở đây mình sẽ chỉ cho các bạn một số trang web có chia cho từng trình độ luôn để chúng ta có thể luyện nghe chính tả tại nhà. Và về phần nghe chép chính tả thì ở đây mình có 3 cái trang web. Trang web thứ nhất đó là English LD thì có 5 trình độ ở đây thì mọi người có thể tùy chọn theo trình độ của mình như thế nào. Ví dụ mình chọn Intermediate đi ha. Sau đó mình bấm vào Get Feeling thì một cái bài đọc nó sẽ hiện ra. Thì một cái câu nó sẽ hiện lên như thế này. Mình sẽ nghe và gõ lại từng chữ một. Đấy, khi nào đúng thì máy mới cho đi. English learners can improve their listening skills by transcribing spoken English. English learners can. That advice comes. Okay, như vậy là nó tiếp tục với những câu khác. Cũng dễ dàng với ông ạ, chẳng có gì hết. Chỉ ngồi nghe xong rồi chép lại thôi. Tiếp theo thì mình cũng có một số những cái trang web khác. Nếu mà các bạn thích trang web này thì có một cái lợi thế là nó có cả cái phần spelling names và numbers dành cho beginners. Thì nó rất là phù hợp với cả phần section 1 listening. Hay là mình thích nghe general thì nó dễ hơn một chút, hay là nghe thẳng IELTS listening cũng được ha. Cái cách nghe thì cũng tương tự, không khác gì hết. Cái trang thứ ba này thì là trang listen and write. Cái cách làm thì nó cũng tương tự thôi ạ. Mình sẽ We can say that Monica told us 5 o'clock, not 4 o'clock. That... Mình sẽ nghe một cái clip thì dưới đây nó có từng câu một thì mình cũng phải gõ ra giống như là hai trang web trước. Thì tất nhiên là phần nghe chính tả nó sẽ có nhiều những cái cấp độ khác nhau. Ví dụ mình nghe cả câu, gõ từng chữ một, hay là mình nghe theo kiểu đục lỗ như thế này. Thì tùy xem là mình thấy cái cách nào mà mình cảm thấy
mình nghe hiểu và làm được khoảng 70-80% thì mình làm theo cách đó. Chứ nếu mà khó quá thì mình cũng rất là dễ nản đấy ạ. Cách số 2 là chúng ta nghe và shadow listening. Thì đây là một cách vô cùng hiệu quả. Nó hiệu quả đối với mình và hiệu quả với rất nhiều bạn học viên của mình, là cái cách mà để luyện pronunciation và intonation. Một trong những lý do mà chúng ta không nghe được đó là bởi vì cái phát âm của chúng ta còn chưa tốt, cho nên chúng ta không thể nào nối được giữa âm của chữ và mặt chữ lại với nhau để tạo thành nghĩa. Hoặc là chúng ta không nghe được cái cách lên xuống trong tiếng Anh. Chúng ta hiểu được từng từ, nhưng mà khi nó được nói thành một câu thì chúng ta lại không biết là nên ngắt ở đâu, hoặc là khi nào đọc nối, hoặc là nó lên xuống như thế nào. Đọc transcript thì hiểu, nhưng mà nghe thì lại không nghe được. Đó chính là vấn đề của intonation. Thì cái shadow listening là một cách cực kỳ hiệu quả, mình nhấn mạnh là cực kỳ hiệu quả để giải quyết vấn đề này mà lại cực kỳ đơn giản. Chúng ta hãy nhại lại y xì đúc những cái gì mà mình nghe được, từ pronunciation của từng âm, từ cách nối âm và cách lên xuống của từng chữ trong câu. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng thử làm một bài shadow listening nhé. Shadow listening thì thực ra là chúng ta có thể shadow với bất kỳ một bài nghe nào. Nhưng mà đây thì mình có thể tận dụng những cái trang web vừa rồi mình học listen and dictation nhé. Thì ví dụ cái trang web English LD này á, cũng vẫn là cái bài vừa rồi thôi. Mình vào cái phần transcript ở phía dưới thì nó sẽ chia ra từng câu một như thế này. Thế xong rồi khi mình ấn vào từng câu một á, thì máy sẽ đọc cho mình nghe. English learners can improve their listening skills by transcribing spoken English. Mình nghe xong rồi mình lặp lại y chang. English learners can improve their listening skills by transcribing spoken English. Và cái trang này thì được cái bài này được lấy từ VOA, cho nên là nó hơi bị chậm một chút so với tốc độ bình thường. Nhưng mà nếu mà mình chưa quen tốc độ nhanh thì nghe này cũng rất là lý tưởng đấy ạ. That advice comes from Pascal Amon. Oh, that advice comes from Pascal Amon. Hoặc là đây. The academic director for the English Language Institute at Missouri State University. The academic director for the English Language Institute at Missouri State University. Cứ như vậy ạ. Một cái trang web khác mình thấy cũng khá là tiện khi nghe phần này chính là TED Talk. Chúng ta chắc không có lạ lẫm gì ở trang web này rồi đúng không ạ? Thì ở phía dưới mình có cái phần transcript. Bất kể khi nào mình ấn vào một cái chữ, một cái câu ở trong phần transcript này thì diễn giả sẽ đọc lại cái câu đó. What's in the box? Something false. What's in the box? What's in the box? Whatever it is, it must be pretty important. Whatever it is, must be pretty important. Kiểu như vậy ạ. Mình cứ thế đi tiếp. Một cái phần lưu ý là trong shadow listening thì chúng ta cùng gắng lặp lại y chang những cái gì họ nói ha, bắt chước cả về ngữ điệu và cả về phát âm thì nó mới hiệu quả. Cách thứ ba đó chính là nghe và take note. Chúng ta sẽ thực sự nghe và thực sự active listening khi mà chúng ta làm gì đó với những thông tin mà mình nghe được. Thì ở đây một cách đơn giản là mình sẽ take note lại những thông tin đó. Cái này nó sẽ rất có ích khi sau này mình nghe IELTS, bởi vì IELTS mình chỉ được nghe một lần và yêu cầu thí sinh phải hấp thụ rất nhiều thông tin, trong khi phải nghe một cách liên tục trong một thời gian dài và chỉ được nghe một lần. Cho nên kỹ năng take note là một kỹ năng cực kỳ quan trọng. Take note để lấy ý chính. Về các nguồn nghe của việc listen and take note thì các bạn có thể nghe thực ra là bất kỳ cái gì. Nhưng mà mình khuyến khích là chúng ta nên nghe các bài báo để nó có một cái thông tin chính. Hoặc là thậm chí là nghe cả những cái nguồn về IELTS cũng được, các bạn take note lại. Bởi vì thường là các bài nghe IELTS hay là các bài báo thì thường nó sẽ có những cái cấu trúc, một cái outline rất là rõ ràng và nó có một chủ đề chính. Thì mình sẽ biết được rằng là mình sẽ nghe về chủ đề nào trước khi nghe, và nó giữa các đoạn của nó sẽ có một cái sự phát triển ý một cách rất là logic. Thì mình sẽ không bị kiểu như là get lost in the middle of nowhere lúc mà chúng ta đang nghe. Phương pháp thứ tư là bắt đầu dành cho những bạn mà khả năng nghe đã tốt hơn một chút và mình bắt đầu bước vào giai đoạn luyện thi, thì tất nhiên là mình phải nghe và cày test rồi. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng là chúng ta nghe đến cả 100 bài test
nghe rất nhiều bài và chỉ trả lời câu hỏi thì trình độ nghe các bạn sẽ không lên được đâu ạ. Chúng ta hãy nghe và đầu tư thời gian để phân tích từng bài test đó. Vậy thì phân tích như thế nào? Cái việc đầu tiên chúng ta hãy nghe và trả lời câu hỏi một cách bình thường. Ok, việc thứ hai là chúng ta hãy dở cái phần transcript ra, vừa nghe và vừa nhìn vào transcript. Cái bí mật của việc listening hay là kể cả reading của IELTS là họ sử dụng rất nhiều paraphrase. Và để chúng ta nghe được thì chúng ta phải học cách nhận diện những cái paraphrase đó. Vậy thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách mà mình hay làm sau khi... Đến phần nghe và cày test, cái trang web ưa thích của mình nó vẫn là miniielts.com. Trong này có tất cả các bài test, bài test gần đây, bài test ở trong Cambridge và những cái bài test khác nữa của cả listening và reading. Lựa chọn này rất là tiện, đặc biệt là bây giờ mình chuyển sang thi máy rồi chứ mình không còn thi giấy nữa, cho luyện trên này để tăng cái khả năng làm quen với máy tính luôn ạ. Thế sau khi mình trả lời xong các câu hỏi rồi á, thì mình sẽ bấm vào submit and give your answers. Sau khi mình biết được cái số điểm của mình xong thì nếu trường hợp có những câu nào mà mình cảm thấy mình vẫn bị làm sai thì mình sẽ đi xuống mình xem phần transcript. Nhưng mà cái cách khai thác cái phần transcript này nó cần phải thông minh hơn chút. Mình sẽ không chỉ kiểm tra những câu sai mà mình sẽ so sánh giữa cái câu hỏi này và cái phần transcript để tìm xem có những cái từ nào được paraphrase lại. Thì trong listening hay là cả reading thì bí quyết để làm được bài lúc nào cũng là nghe được paraphrase. Thì đây cũng là một cách học từ rất là tuyệt vời và lại nhớ lâu nữa. Ví dụ ở đây ha, mình thấy câu hỏi có chữ là have recently been improved. Đó. Như vậy là trong đề, trong transcript mình sẽ có rất nhiều những cái câu mà liên quan đến improved. Thì ở đây mình sẽ có những cái gì nào. Explain. Yes, we have expanded. Như vậy là một cách nói khác của improve là mình đã mở rộng ra thêm này. A couple of years outdoor course. Recently refurbished. Và cái thứ hai, my range of benefits. Ok, tiếp theo á thì mình sẽ xem là ngoài cái việc là câu A và C tại sao lại đúng, thì các bạn đã nhìn thấy những cái phần bôi vàng ở đây, nhưng mà chúng ta hãy xem là tại sao những cái câu còn lại sai. Đối với multiple choice của listening, lúc nào tất cả các câu cũng được nhắc đến, nhưng mà chỉ có hai câu là trả lời câu hỏi ở trên này thôi, còn những cái còn lại là tác dụng gây nhiễu. Thì mình sẽ làm cái chuẩn xác của mình sẽ tốt hơn khi mà mình nghe được tại sao những câu còn lại sai. Ok, đối với cái phần outdoor pool, mình thấy ở đây là there isn't space for an outdoor pool. Có nhắc đến nhưng mà phủ nhận luôn là không có chỗ. Rồi, has sport training for children, thì mình sẽ nghe thấy nó ở phía dưới này. Children are well catered to, catered for, older children continue to benefit. Gì đó ở phía dưới này đúng không ạ? Thì ở đây có nhắc đến children, nhưng mà không phải nhắc đến theo kiểu là đã được. Cái phần đã được improve, nó chỉ nhắc đến theo kiểu là gym có phục vụ cho cả trẻ em thôi. Thì cái này mình nghe được rất là tinh. Còn cái phần track thì rõ ràng là trong toàn bộ transcript này không có được nhắc đến. Thì với mỗi một bài test như vậy, mình sẽ rất mất thời gian và trả lời câu hỏi, mình còn phân tích transcript rất là kỹ. Thì chúng ta sẽ nâng điểm là ở cái phần phân tích transcript, chứ không phải là cái phần mà chúng ta trả lời quá nhiều bài test. Mình có làm cả chục bài test đi chăng nữa mà không phân tích thì cũng không lên được đâu ạ. Phương pháp số 5 đó chính là nghe và sau đó chia sẻ lại những thông tin mà mình đã nghe được. Okay. Đây là phương pháp nghe dành cho những cái bạn mà khả năng nghe của mình đã tốt và khả năng speaking của mình cũng đã ở một mức kha khá rồi. Như mình đã nói ở cách số 3 là nếu mà chúng ta chỉ nghe và không làm gì với những thông tin mà mình nghe được thì việc nghe đó khá là vô ích. Thì ở bước số 3 mình hướng dẫn mọi người là chúng ta nghe và take note. Nhưng ở bước số 5 này thì mình sẽ thượng thừa lên một chút, mình sẽ upgrade lên một chút và mình sẽ sử dụng những cái thông tin mà mình nghe được để chia sẻ lại cho mọi người. Mình có thể chia sẻ bằng writing hoặc là speaking. Nếu mà writing thì bạn có thể viết note ở trên Facebook, bạn có thể làm vlog, bạn có thể viết nhật ký, bạn có thể viết article để chia sẻ với mọi người những thông tin mà mình nghe được.
Hoặc là nếu mà mình có thể chia sẻ lại bằng cách speaking thì cũng giống như là mình này, mình làm một cái video mình chia sẻ với mọi người này, tất nhiên là bằng tiếng Anh rồi ha. Hoặc là mình có thể tham gia một câu lạc bộ tiếng Anh, mình chia sẻ lại thông tin mà mình đã nghe được. Hay là mình nói chuyện với bạn mình, chia sẻ lại thông tin đó cũng bằng tiếng Anh luôn. Thì mình vừa luyện listening mà vừa luyện speaking. Và một cái điểm hay ho ở đây á, là mình sử dụng những cái ngôn ngữ của mình để diễn đạt lại, để paraphrase lại những cái gì mà mình đã nghe được. Mình vừa ứng dụng được những ngôn ngữ mình học được trong bài listening mà vừa học cách để paraphrase, nhập những ngôn ngữ đó và những ngôn ngữ có sẵn của mình. Thì cái phương pháp này nó hơi dính một chút với cả phần speaking, thì mình sẽ nói ở trong cái video tiếp theo về các phương pháp luyện speaking. Ok, như vậy là mình đã chia sẻ với mọi người 5 cách có thể luyện tập nghe tại nhà. Mình hy vọng rằng là video này các bạn sẽ cảm thấy hữu ích và để tăng cái sự thích thú trong việc luyện nghe IELTS. Video tiếp theo mình sẽ chia sẻ với mọi người trong là cái kỹ năng speaking, trong cái quy trình nghe, nói, đọc, viết mà mình đã trình bày từ đầu video. Hãy subscribe vào kênh của mình để cùng chờ đợi cho video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn.